Người giàu chưa chắc sung sướng nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ. Ít nhất nó mua được đồ ăn, giúp bạn no bụng. Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của ta. Có công ăn việc làm là tốt rồi các bác ạ. Trốn xa hoa mình xin vắng mặt, túi không tiền, sao góp mặt của vui. Thôi thì cố gắng cày cuốc thêu thùa một vài năm nữa lấy tiền dưỡng già thôi mọi người ơi. Ham hố gì nữa, nước chảy thì bèo trôi, dầu sôi thì quẩy chín. Bác nào đang giảm cân mà xem được chiếc video rán quần siêu ngon này thì mình sẽ chỉ cho một cách để không bị cám dỗ trước đồ ăn. Đấy là chúng ta nên chủ động sa ngã trước. Trăng rằm có bánh trung thu tiện cho e hỏi gu anh là gì? Còn gu của em là bánh nướng nhân trà xanh trứng muối. Anh nào cùng gu thì trung thu năm nay liên hệ cho em nhé. Em bán bánh chứ méo tìm người yêu. Gió đưa cành trúc la đà, không nên tặng gái son hồng cánh sen. Xem xong video này đề nghị các anh về học lại ngay cách phân biệt màu sắc để tránh trường hợp châm gãy, bình tan vì tặng nhầm màu son. Em ư lấy chồng thợ xây đâu, xi măng, gạch vữa ở trong đầu, đang đêm mò dậy đòi đóng cọc lành nghề nên toàn thích đóng sâu. Đùa thôi chứ đẹp trai, xây giỏi như anh trai trong video này thì mình vẫn lấy nhé. Gương kia ngự ở trên tường, bao giờ ta gặp được người yêu ta, gương cười gương bảo lại rằng, mặt mày mà có người yêu tao quỳ. Từ ngày gương thần nói thế mình đã chuyển sang soi bằng miếng dán tráng gương siêu nét này vì đập nó không bị vỡ. Nếu ăn kiêng là người yêu tôi, có lẽ anh ấy cần một lời xin lỗi vì tôi hay bỏ rơi và lừa dối anh ấy để đi gặp thằng đồ ăn. Xin lỗi lại bỏ lỡ anh một lần nữa vì xem xong video này em phải đi gặp cá viên trên đây. Em đây vốn dĩ nhà nông, ruộng thì rất sẵn nhưng không người cày, hôm nay em quyết lên phây tìm ngay cho được thợ cày ruộng em. Làm thơ mà vẫn không tìm được người nên em quyết định thuê máy luôn các bác ạ, vừa nhanh vừa chất lượng. Nhìn thì có vẻ nhàn nhưng đây là một công việc tâm linh đó các bạn ạ. Khi làm phải cầu nguyện cho tay không lệch không run vì chỉ cần lệch tay một phát thôi là bạn sẽ được thưởng thức mùi thịt nướng thơm lừng. Tình yêu như bát bún riêu, mới ăn buổi sáng đến chiều lại ăn, hạt sen ngò hành thì thăn, nước dùng sóng sánh không ăn lại thèm. Túm cái quần lại là mình đang chuẩn bị nấu nồi bún riêu đó các bạn. Ai muốn ăn thì qua mình nhé. Ơn giời, cái máy này sinh ra đúng là để dành cho những con lười như mình rồi. Có cái máy này thì chồng mình gấp quần áo cũng đỡ vất vả hơn chứ còn mình vẫn lười như thường nhé. Vũ trường là chốn ăn chơi, bếp núc là chỗ nghỉ ngơi giang hồ. Học cách cầm dao đâm chém thì khi về nhà cũng chỉ sử dụng skill ý với miếng thịt lợn thôi. Chứ thử dùng nó với con vợ của các bạn xem, nó sẽ nghiền bạn ra bã ngay. Đàn bà là những niềm đau, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thấy khỏe người ra. Điều khác thì cứ qua loa như này thì làm sao mà thành tài được đây mọi người ơi. Trước mắt em, anh là thằng hai lúa. Sau lưng em, anh là chúa giang hồ. Giang hồ gì thì cũng phải gọt táo cho người yêu thôi các ông ạ. Hổ cái không gầm thì đừng tưởng nó là Hello Kitty nhé. Mẹ cho 10.000 đi mua bút. Thằng bạn thân kêu rằng 10.000 để túi làm chi, mua tờ vé số nhiều khi lên đời. Và thế là mình làm theo lời nó nhưng về nát đít mọi người ạ. Ai khóc nỗi đau này.